Hello, chú này và chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của anh em TV, nơi chúng mình sẽ tổng hợp và chia sẻ những thông tin mới nhất về công nghệ trong tuần qua. Nội dung của video tuần này sẽ có những cái gì thú vị, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Tạp chí Time sẽ chọn ra những sản phẩm công nghệ có ảnh hưởng nhất của năm. Và năm nay cũng vậy, tuy nhiên có một điểm đặc biệt hơn rằng 2019 sẽ là thời điểm kết thúc của cả một thập kỷ. Chính vì vậy, tạp chí danh tiếng này đã đưa ra danh sách bình chọn những sản phẩm công nghệ có ảnh hưởng nhất của một thập kỷ vừa qua. Điều đáng nói ở đây là nhà táo khuyết có tận 3 sản phẩm góp mặt trong danh sách này. Đứng đầu danh sách trên là iPad của Apple. Đây thực sự là một sự trùng hợp khi mà chiếc iPad đầu tiên đã được Steve Jobs giới thiệu vào tháng 1 năm 2010 và cũng sắp được tròn 10 năm tuổi. Biên tập viên Patrick Austin của Time nói rằng iPad đã ảnh hưởng đến văn hóa sử dụng máy tính của người dùng, rằng ý tưởng của một chiếc máy tính bảng đã được thực hiện với sự ra đời của sản phẩm này. Trong khi các đối thủ có rất nhiều thời gian để tạo ra những chiếc laptop siêu mỏng nhẹ hay những thiết bị lai 2 trong 1, thì Apple vẫn tiếp tục nâng cấp nền tảng iPadOS và phần cứng của mình để giữ vững một vị trí nhất định. Kể từ khi phiên bản đầu tiên được ra mắt cách đây gần 10 năm, Apple đã đưa ra nhiều phiên bản với các kích thước khác nhau và có nhiều cải tiến. Đặc biệt, iPad Pro đã định nghĩa lại một chiếc máy tính bảng với màn hình lớn, hiệu năng cao, bút Apple Pencil và hỗ trợ tốt hơn cho công việc để thay thế hoàn toàn máy tính. Một thiết bị khác của Apple cũng được tạp chí Time bình chọn chính là Apple Watch. Chiếc Apple Watch đầu tiên đã được ra mắt vào năm 2014 và cho đến nay cũng đã được cải tiến rất nhiều. Mặc dù trên thị trường cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng Apple Watch vẫn là hoàn toàn thống trị. Chiếc tai nghe không dây AirPods cũng nằm trong danh sách các thiết bị tốt nhất trong một thập kỷ vừa qua. Được ra mắt vào năm 2016, AirPods nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Apple. Theo Time, AirPods đã trở thành một biểu tượng theo cách của riêng nó, được so sánh giống với iPod trong quá khứ. Tiếp theo sau đây sẽ là những cập nhật về Samsung Galaxy Fold, một trong những sản phẩm được gọi là đột phá nhất của năm. Sau một số lỗi ở phiên bản trước đó, thì Samsung sẽ có ý định cho ra mắt phiên bản Samsung Galaxy Fold 2 trong thời gian sắp tới và đặc biệt là nghe nói mức giá sẽ có thể mềm hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Theo một nguồn tin trước đó, Samsung có thể sẽ ra mắt ít nhất 2 mẫu smartphone màn hình gập vào năm tới, bao gồm Galaxy Fold 2 với thiết kế gập dạng vỏ sò và chiếc còn lại là phiên bản nâng cấp của Galaxy Fold thế hệ đầu tiên. Mới đây, một loạt hình ảnh thực tế của chiếc smartphone Samsung được cho là Galaxy Fold 2 đã bị rò rỉ trên mạng. Từ những hình ảnh này, có thể thấy thế hệ 2 của Galaxy Fold sẽ có cơ chế gập thay đổi, từ gập theo bản lề chiều dọc sang bản lề chiều ngang hay còn gọi là gập kiểu vò sò, tương tự như chiếc Motorola Razr mới ra mắt vào tháng trước. Kiểu thiết kế này sẽ giúp tổng thể chiếc Fold 2 nhỏ gọn hơn rất nhiều so với bản hiện tại. Tuy nhiên, mặc dù được trang bị màn hình Infinity O tương tự như Note 10 ở mặt trước, viền bezel khá dày đã khiến chiếc máy trông hơi cổ lỗ sĩ một chút. Ở mặt lưng máy sẽ có thêm một màn hình phụ nhỏ gần camera chính, dùng để hiển thị giờ và một số những thông tin khác. Cụm camera chính của máy là camera kép, kèm theo đèn flash LED ở ngay bên cạnh. Như vậy, phiên bản Galaxy Fold 2 sẽ chỉ có 3 camera thay vì có tổng cộng là 6 camera như chiếc Fold hiện tại. Nhiều khả năng Galaxy Fold 2 sẽ được Samsung giới thiệu trong sự kiện triển lãm di động toàn cầu diễn ra vào tháng 2 năm sau. Cá nhân mình thì vẫn tò mò về tính thực tiễn của sản phẩm này, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem đây có phải là một sản phẩm mang tính chất đột phá nữa không nhé. Tiếp theo sau đây sẽ là một thông tin, nghe qua thì có vẻ vô lý nhưng nó đã thực sự xảy ra. Đó chính là việc Facebook bị các hacker Việt Nam tấn công và thu thập dữ liệu của 267 triệu người dùng. Ngày 14 tháng 12 vừa qua, nhà nghiên cứu bảo mật Bob Dichenko mới phát hiện ra một cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân và số điện thoại của hơn 267 triệu người dùng Facebook mà không có bất kỳ biện pháp bảo mật hay mã hóa thông tin nào. Hầu hết người dùng bị lộ thông tin đều ở Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, cơ sở dữ liệu này đã được khóa lại, nhưng trước đó trong vòng gần 2 tuần, thông tin của 267 triệu người dùng này đã bị chia sẻ trên một diễn đàn quy tụ các hacker. Điều đáng nói ở đây là, nhà nghiên cứu bảo mật này nghĩ rằng cơ sở dữ liệu trên đã bị các hacker có địa chỉ IP ở Việt Nam thu thập trái phép. Có thể database được tiết lộ thông qua API phát triển ứng dụng cho Facebook, thứ cho phép các nhà phát triển ứng dụng có thể thấy thông tin của mỗi tài khoản như danh sách bạn bè, hình ảnh và những group họ tham gia. Cũng có thể, số dữ liệu khổng lồ này đã được thu thập do lỗ hổng bảo mật. Hoặc cũng có thể, những hacker mũ đen đã dùng công cụ quét tự động những profile để công khai những thông tin như số điện thoại. Với số điện thoại và email, hacker có thể tiến hành những việc lừa đảo dễ dàng hơn. Hiện Facebook đang điều tra việc làm thế nào mà số điện thoại của hơn 267 triệu người dùng bị lộ, cho rằng chúng được thu thập trước khi Facebook cập nhật quyền riêng tư của người dùng từ năm 2018, cấm các công cụ tìm kiếm và API phát triển ứng dụng quét và lưu số điện thoại chia sẻ trong tài khoản cá nhân của người dùng. Đây thật sự là một con số khổng lồ, vì scandal giữa Facebook và Cambridge Analytica cũng chỉ thu thập dữ liệu của 87 triệu người dùng Facebook mà thôi. Samsung đang phát triển một thiết bị tablet mới có hỗ trợ bút S Pen. Theo các báo cáo gần đây, sản phẩm hỗ trợ bút S Pen tiếp theo của Samsung sẽ là Galaxy Note 10 Lite, nhưng có vẻ như đó không phải là thiết bị duy nhất. Nguồn tin này cho biết, một chiếc máy tính bảng mới của Samsung với số model là SMP610 đang được phát triển cùng với SMP615, rất có thể sẽ là biến thể LTE của tablet này. Vì thiết bị đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nên rất có thể chúng ta sẽ phải đợi một thời gian khá dài để thấy nó xuất hiện trên thị trường.
Hiện tại không rõ chiếc tablet mà Samsung đang phát triển nằm ở phân khúc nào. Tuy nhiên, đây không phải là mẫu máy kế nhiệm của Galaxy Tab S6 và nhiều khả năng nó sẽ thuộc phân khúc cận cao cấp. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn về Samsung SMP610. Nhân viên Foxconn kiếm triệu đô nhờ trộm linh kiện, tự dựng iPhone. Foxconn, đối tác sản xuất đến từ Đài Loan của Apple, mới đây đã phát hiện một đường dây tuồn linh kiện iPhone lỗi từ tổ hợp nhà máy của công ty ở Trịnh Châu ra ngoài. Những linh kiện này được tuồn ra ngoài, lắp ráp thành những chiếc máy iPhone hay thường được gọi là máy dựng, rồi đem bán ra ngoài thị trường. Những quản đốc tại nhà máy này đã móc nối với một thương gia người Đài Loan và đã diễn ra suốt 3 năm trời với số tiền lãi lên đến 43 triệu đô. Theo các báo cáo địa phương, dường như Apple đã nhận thức được những gì đang diễn ra. Nguồn tin cho biết, có vẻ như một người tố giác đã trực tiếp liên hệ với CEO Tim Cook của Apple và một nhóm điều tra riêng của công ty sau đó đã được tham gia quá trình rà soát. Phần điểm tin vừa rồi đã khép lại số thứ 2 của bản tin ngày hôm nay. Chúng mình rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ cũng như là góp ý của các bạn. Nếu như các bạn có đang quan tâm đến sản phẩm này, thương hiệu hay nội dung nào thì hãy comment ở bên dưới chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.